Và thưa quý vị, để hạn chế sự lây lan nhanh của dịch bệnh, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ karaoke, vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, Ủy ban thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường quán bar trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày hôm nay 1 tháng 2 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang. Người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K, các tổ chức cá nhân cần hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi không cần thiết. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị và các đoàn thể xã hội tổ chức giám sát và các hoạt động giám sát hành động phải nhanh, quyết liệt, đáp ứng công tác phòng chống dịch lên trên một mức.